Thưa quý vị, sáng nay, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Thanh Khê về sơ kết 5 năm thực hiện thông báo số 148 của Ban Thường vụ Thành ủy và tình hình triển khai nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Buổi làm việc được thực hiện trực tuyến giữa điểm cầu Thành ủy Đà Nẵng và điểm cầu Quận ủy Thanh Khê. Chủ trì buổi làm việc tại điểm cầu Thành ủy Đà Nẵng có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Bình Triết, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh. Trong hơn 5 năm qua, Ban Thường vụ, Thường trực Quận ủy Thanh Khê tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện có hiệu quả 17 trên 24 nhóm nhiệm vụ công việc tại thông báo số 148 của Ban Thường vụ Thành ủy giao và đang tiếp tục triển khai thực hiện 7 nhiệm vụ còn lại. Nhìn chung, kinh tế của quận có bước phát triển, chuyển dịch đúng định hướng. Công tác quy hoạch xây dựng cơ bản có nhiều chuyển biến tích cực, tiến độ các công trình dân sinh đều đảm bảo. Một số dự án công trình trọng điểm được tập trung tháo gỡ vướng mắc, triển khai đạt kết quả, đời sống và các tinh thần của đại bộ phận nhân dân được nâng lên. Công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố kiện toàn, đi vào nền nếp. Hai năm liền 2019-2020, đảng bộ được Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng công nhận đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Báo cáo tại buổi làm việc của Ban Thường vụ Quận ủy Thanh Khê đã nêu lên 5 nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến, đồng thời kiến nghị thành phố 3 nhóm vấn đề với 19 kiến nghị liên quan đến công tác xây dựng đảng, chính quyền, công tác quy hoạch, phát triển đô thị, tài chính, ngân sách. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025, xác định 14 chỉ tiêu chủ yếu và 3 nhiệm vụ trọng tâm mang tính đột phá. Sau đại hội, Ban Thường vụ Quận ủy đã ban hành một chỉ thị, 5 đề án, 7 chuyên đề theo chương trình hành động đề ra. Ban Thường vụ Quận ủy Thanh Khê đã ban hành chương trình hành động số 06 về triển khai chương trình hành động của Thành ủy thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội lần thứ 22 Đảng bộ thành phố. Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Bình Triết, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo các ngành của thành phố đã tham gia các ý kiến liên quan đến 19 kiến nghị của Ban Thường vụ Quận ủy Thanh Khê. Kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được của quận Thanh Khê qua hơn 5 năm thực hiện thông báo số 148 của Ban Thường vụ Thành ủy, đồng thời đề nghị quận tiếp tục triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong chương trình hành động của quận ủy về thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 22 và nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Tiếp tục công tác xây dựng đảng, không được chủ quan, lơ là. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh. Ngay từ bây giờ, là các đồng chí phải rất chủ động xây dựng cái phương án và cái cơ chế quản lý điều hành triển khai thực hiện cái mô hình chính quyền đô thị, nhất là từ cái cơ chế, cái vai trò lãnh đạo của cấp ủy đối với lại chính quyền, rồi cái vai trò của mặt trận trong cái hoạt động giám sát, rồi cái việc sắp xếp tổ chức bộ máy khi chúng ta không còn hội đồng nhân dân, về cái công tác giám sát phản biện xã hội của mặt trận và các đoàn thể. Trong cái điều kiện mà chúng ta thực hiện cái mô hình chính quyền đô thị, trong đó thì lưu ý các đồng chí về các cái vấn đề bức xúc trong nhân dân phát sinh trong cái quá trình quản lý nhà nước, rồi cái việc giải phóng mặt bằng. Các đồng chí biết rất rõ là hiện nay ở Thanh Khê vẫn nổi lên cái vấn đề ở Khe Cạn, rồi có một số vấn đề về tôn giáo phức tạp. Thì đòi hỏi cái công tác vận động, rồi cái công tác giám sát và cái thực hiện quy chế dân chủ của chúng ta là phải hết sức chặt chẽ. Liên quan đến một số nhiệm vụ trong thời gian đến, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng lưu ý quận Thanh Khê cần quan tâm đến công tác quy hoạch chỉnh trang đô thị. Các đồng chí phải rà soát lại và thực hiện một cách quyết liệt các cái công trình dự án đang triển khai trên địa bàn quận. Báo cáo các đồng chí là chúng ta đề ra rất nhiều các cái dự án mới. Nhưng tôi đề nghị là những dự án hiện nay chúng ta đang làm thì chúng ta phải hoàn thành đi đã. Thì hãy nghĩ đến cái câu chuyện chúng ta đề nghị đầu tư mới. Tôi nói đơn cử cho một cái dự án rất quan trọng, đó là cái dự án Khe Cạn. Mà hiện nay chúng ta vẫn cứ lúng ta lúng túng. Tôi nhắc lại là xung quanh đây cái quỹ đất về phát triển ở cái Khe Cạn này rất nhiều. Nên là tôi biết là hiện nay Ban Cán sự Đảng, Ủy ban rồi Sở Ngành đang bàn về cái việc điều chỉnh. Thì Thường trực
chưa nghe cụ thể, nhưng mà làm cái gì thì làm. Nhưng mà tôi nhắc lại, đây là một trong những công trình dự án trọng điểm của thành phố, nên là công chí phải quyết tâm làm cho nó xong nhá. Cái thứ hai, đó là cái công viên 29 tháng 3 mà tôi đi qua đây rất nhiều lần. Tôi nói là không có, ở thành phố mình sẽ không còn một cái công viên nào đẹp hơn cái công viên 29 tháng 3 này. Nhưng mà chúng ta không thực sự quan tâm để đầu tư. Bộ mặt của Thanh Khê muốn nổi được lên, tôi xin thưa với công chí phải xoay quanh cái chỗ công viên 29 tháng 3 này với lại cái mặt đường Nguyễn Tất Thành. Công chí ạ, đấy, tôi nói thẳng là Thanh Khê muốn mở mày mở mặt được là chính ở hai cái điểm này. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị quận nhanh chóng thực hiện việc rà soát và quản lý quỹ nhà đất công, quỹ đất nông nghiệp bị lấn chiếm sử dụng sai mục đích, quỹ đất dành cho các doanh nghiệp thuê trên địa bàn quận, kêu gọi xã hội hóa đầu tư xây dựng đô thị nén ở Thanh Khê, tiếp tục làm tốt công tác phòng chống COVID-19, đảm bảo an ninh quốc phòng. Bí thư Thành ủy giao Ban cán sự Đảng lập dự án điều chỉnh địa giới hành chính các quận Thanh Khê, Liên Chiểu, Hòa Vang, Cẩm Lệ, đồng thời thống nhất ban hành kết luận về xây dựng và phát triển quận Thanh Khê những năm tiếp theo.